Hello, xin kính chào tất cả các bạn đã ghé kênh YouTube của mình. Hôm nay mình cũng tiếp tục về thùng hàng của shop nè, Little của bồ nè. Đó, dạo này là mình mua của cái shop này nhiều lắm, tại vì cái shop này á nó gần á và nó ship hàng rất là lẹ luôn, và giá cũng rẻ nữa. Đó, đợt này là mua cái thùng hàng bự chà bá luôn nè, không che hết cái màn hình luôn nè. Đó, giờ mình sẽ khui ra và mình review coi là những con gì nha. Đó, dạo này là mình mua nhiều lắm, nói chung là bây giờ là ngày nào mình cũng sẽ review cho các bạn luôn. Cứ 9 giờ sáng là các bạn nhớ đón xem. Đó, hàng giờ giờ nhiều lắm, mình ngày nào mình cũng đặt hàng liên tục á. Giờ bắt đầu mình sẽ review từng con cho các bạn nha. Đợt này mình cũng giờ nhiều lắm. Đây, đầu tiên là em rắn săn mồi. Con này hình như là 36 miếng. Đó. Đó, đồ chơi 36 miếng. Rồi đó, này là giống như là cái xếp hình con rắn vậy đó. Đó, nhưng mà mình muốn xếp thành hình gì à. Đó, rồi một cái. Đây, tiếp đến em ở đây. Em này là em 72 miếng luôn. Đó. Rồi này mình mua đủ thứ hết á. Trong đây là gì? Thì chắc cái này là cái tờ giấy hướng dẫn để mình xếp thành hình này hình kia thôi. Rồi. Đó, 72 miếng. Nó bự gấp đôi cái này. Này 36, này 72, đúng rồi, bự gấp đôi nè. Gấp đôi. Đó, này xếp thành hình đại bàng, hình vòng, hình nhắn, hình gì cũng được, muốn xếp làm sao thì xếp. Đó. Đó, các bạn thấy không? Đó. Rồi, bỏ nó qua một bên. Nhiều lắm. Rồi, con này là đu bích xoắn, 3x3 xoắn. Rồi, gấp nó lên. À, 3x3 xoắn. Thì mấy con này là mấy con đuối giá rẻ à. Mình á thì có, mình á là mình chiếu là mình review cho các bạn coi thôi, dạng mình mua xong rồi mình review thôi, chứ mình cũng ít có chơi, ít có tập luyện lắm, nên kêu á nó chỉ có đựng vậy à, quay vậy thôi. Đó, mình không có thiên về tốc độ, mình ít có tập luyện lắm, nên mình cũng à, không có chơi nhiều, nên chỉ đây cũng vậy luôn nè. 3x3 xoắn chúng ta, đúng rồi, xoắn. Đó, giờ này mình mua nhiều lắm, mua từ hàng bình dân cho đến hàng cao cấp luôn. Đó, 3x3 xoắn. Rồi đó, sơ sơ vậy thôi. Để còn nhiều lắm để giới thiệu cho đến các bạn. Mình về rất là nhiều thùng hàng luôn á. Đây là hai em 3x3. Hai 3x3 mà cũng giá rẻ luôn. Đó. Mà chơi rất là mượt luôn á nha. Giá rẻ nhưng mà chơi rất là ngon luôn á, chứ không phải là ba cái hàng mà hàng chợ, hàng siêu thị hay là cái gì đâu. Đó, không, chơi rất là mượt luôn. Đó, cái này là dành cho những cái bạn mà mới chơi á, nên mua những cái em như vậy nè, nó tập chơi này, như là của Wiji thì phải, đúng rồi, Wiji. Mình á, tại vì mình cũng đang mở shop để mình bán, tại vì cái khu vực của mình á ít có người bán đu bích á, nên mình bởi vì mình mua những con giá rẻ vậy nè để về bán cho mấy cái bạn học sinh ở đây nè. Đó. Còn mấy cái con mà hàng độc á, hàng lạ, hàng hay là hàng mắc tiền á, là mình mua mình review cho các bạn, với lại mình mua là theo cái sở thích của mình. Đó. Em này nè, à, các bạn thấy không? Em này là như là em kiếp luôn nhé.
Đó, cái cách giải cũng như vậy đó, phải để cho nó đúng cái ngàm vậy nè, đó. Rồi để đúng ngàm hết rồi đầu mới quay. Đó. Rồi đó, con này từ từ mình về mình sẽ nghiên cứu sau. Con này cũng dễ dễ chơi dễ lắm, con này cũng dễ lắm, không có gì khó đó. Chỉ cần mình nghiêng qua vậy nè, đó, mình nghiêng nghiêng theo đúng đúng cái chiều quay của nó đó là mình quay được à. Đó, nó dễ y như con kiếp vậy thôi à, chứ không có gì hết á. Rồi. Ồ, đây 3 x 3 sắn nữa. Như, đúng rồi, mình nhớ mình đặt nhiều lắm, đặt đến 4 5 con 3 x 3 sắn lận. À. Nó quay thử coi nó làm sao, có bị hư bị lỗi gì không. Rồi bỏ qua một bên, tiếp em nó nữa đây đó, đặt rất là nhiều luôn. À, cũng là 3 x 3 sắn luôn nè, ha. Rồi ok, rồi bỏ qua một bên. Đây đó, em này là cũng là 3 x 3 luôn mà 3 x 3 thường. Hình như của sinh su hay là cái gì nè, đúng không? Đó. Đúng rồi, sinh su đó, mấy con này chơi cũng mượt lắm á. Bằng bên em nó đây luôn đó, mình mua quách và mua luôn á, mua như là mua đại lý về bán lại luôn vậy đó. Đó. Đó, phải không? Rồi bỏ bằng bên nhiều lắm, để còn giới thiệu cho các bạn nữa. Đây tam giác. Đó, đây tam giác của Moju. Rồi bỏ bằng bên. Đây tiếp. Cũng tam giác nữa. À, rồi bỏ qua một bên nhiều lắm. Rồi. Đây đó, đây là mình mua tính 4 m 2 x 2 luôn nè, đó các bạn thấy không, còn nguyên siêu luôn nè đó. Đó con này thì mình đã giới thiệu cũng nhiều rồi đó, có chỗ bạn đó giờ chơi đẩy hộp đi luôn, khỏi cần lập khui ra đó cho nó đẹp. Rồi đây em này mới, đây cái em này đây đó, các bạn thấy không, cái này cho nó qua một bên đi, chật chội quá. Đó em này là em của Megamin mà của cái gì này, Du Du Hu gì đó, chơi rất là ngon luôn á. Con này là có 500 em, con này chơi ngon lắm á luôn á. Có 500 nè. Đó, con này rất là mượt luôn á, chơi rất là ngon luôn á. Đã luôn, cái cảm giác rất là đã luôn các bạn ơi, mượt lắm luôn á. Mua con này là giá tầm trung nè mà chơi là cực kỳ ngon luôn. Mình cũng đang tính mua cái con Megamin này nè mà của thằng Daiyan á, mà mình tìm hết tất cả các shop rồi mình thấy đâu không không có shop nào bán hết á. Đang kìm không, mình chưa kìm kìm ra cái shop bán rồi, trước nhớ cái shop Pro đó, có bán đó, shop Binner có bán đó, mà bây giờ như hết hàng rồi đó, mình đang đang đợi cái shop đó bán lại mình sẽ mua đó. Đợt này là mua nè, đó quá trời mua luôn nè các bạn thấy không, đó một thùng hàng bự chà bá luôn đó, nó rất là nhiều luôn nè, thấy không. Rồi đó,
Rồi cảm ơn các bạn đã xem video nha. Nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Rồi nhớ để lại comment những cái con nào mà các bạn mà muốn mình mua á, review á, rồi nhớ để lại comment cho mình biết nha. Rồi, bye bye, chào tạm biệt.